chào các chị nhá. Và bây giờ thì Mai em Phương lại tiếp tục review cho mọi người một cái mẫu váy với chất liệu là lụa tuyên cao cấp đây. Cái chất liệu này thì mỗi một lần mà làm một cái video nào ấy về một cái mẫu váy của lụa tuyên cao cấp tại Mega Fashion thì đều bán cháy hàng trong vòng 1 đến 2 ngày. Đó. Cái đây là một cái mẫu váy tôi nghĩ là có thể mặc được đi tiệc, có thể mặc được đi chơi, mặc được đi du lịch, tức là những cái nơi sang chảnh của mình. Năm nay thì mọi người rất là thích đi resort á, có thể mặc được đi resort này, hay là kiểu hàng ngày mình đi dạo phố, cà phê bạn bè cũng mặc được luôn. Bởi vì cái màu sắc của nó là một cái màu rất là dịu nhẹ, đó là màu xanh nhá. Đó, màu xanh ghi, rất là xinh. Đây sẽ cho mọi người nhìn gần một chút nhá. Đó, đây là một chiếc váy với màu xanh ghi đá nhá, rất là xinh như thế này. Ở cái phần eo ấy thì được đính kèm một cái bell này, mọi người thấy không ạ? Cái bell này thì được thiết kế rất là tỉ mỉ và cầu kỳ luôn, được đính đá này. Đó, và buộc ở đằng sau như vậy. Đấy, tay thì là tay cánh rơi nhá, sẽ giúp cho mọi người che được khuyết điểm bắp tay, và đặc biệt là nhìn cái phần cầu vai của chúng ta nó rất là đẹp và trông nó rất là chảnh ấy. Đấy, cổ thì là cổ ôm trọn cao, rất là kín đáo lịch sự. Đặc biệt thì khi mà mình mặc cái đầm này ấy, thì nó sẽ giúp chúng ta che khuyết điểm ở chân. Chân ai mà kiểu như là không đẹp này, hay là đang có hơi nhiều khuyết điểm thì nên mặc những cái mẫu này để đi tiệc mọi người nhá. Mặc những cái mẫu đi tiệc nó sẽ an toàn hơn là chúng ta mặc những cái đầm quá ngắn hoặc là hở quá nhiều. Đấy, và nhìn nó vẫn là thanh lịch, vẫn là sang trọng ấy, nên là mọi người yên tâm. Cái đầm này rất là phù hợp với các chị tầm từ 40 cho đến 60 tuổi nhá. Đó, xinh lắm. Đó, và đặc biệt là đầm này còn có 2 cái túi nữa. Khi mà mình, thật ra túi này thì mọi người đừng có đựng đồ vào, nhìn nó sẽ bị xấu dáng váy nhá mọi người. Làm túi là để làm gì ạ? Để nhìn nó chảnh hơn thôi. Tức là ví dụ chúng ta có thể là đeo một cái túi gấp nách, xong rồi tay bên này đút tay vào túi xong bước đi, nhìn nó rất là chảnh kiểu như thế. Đó là cách mà mình có thể khiến cái bộ đồ của mình nó chảnh hơn và nó cá tính hơn. Chứ mọi người không phải là có túi là mọi người sẽ đút đồ vào nhá. Đó. Và cái phần eo này thì mọi người có thể thắt nhiều kiểu khác nhau. Ví dụ như là bây giờ thì Mai Phương đang thắt cái phần nơ ra đằng sau và lộ cái phần đính đá đằng trước nhá. Ngoài ra mọi người cũng có thể chia nó ra ấy, tức là thắt nó sang ngang cũng được. Tức là mình sẽ buộc phía trước, đẩy cái phần nơi ra phía trước. Đây, bây giờ sẽ thử cho mọi người xem. Bình thường thì là cái đầm này nếu mà không có bell ấy, nó sẽ là dáng suông nhá, như thế này này. Đấy, nhiều người cũng thích mặc dáng suông không biết. Mặc dáng suông mà kiểu chụp ở mấy cái nơi như kiểu rừng núi biển ấy, đẹp. Đấy, mọi người có thể là thắt đơn giản thôi. Như thế này, thắt đằng trước như này nhá, xinh nhá, mọi người thấy không ạ? Đó, nó lại ra một cái kiểu khác, nhìn có vẻ quyến rũ hơn.